Hello, xin chào các bạn đến với video tiếp theo của kênh Kiếm Tiền. Và trong video này thì mình lại chia sẻ cho các bạn một trang web mới Kathat Zalo miễn phí các bạn nhé. Và ở trang này thì cũng là trang đa cấp các bạn nhé. Nếu các bạn có tham gia đầu tư thì các bạn cũng nên cân nhắc các bạn bỏ vốn ra nhé. Bởi vì ở trang này thì mình chỉ khuyên các bạn chơi miễn phí thôi, các bạn không nên đầu tư vào nhé. Bởi vì ở trang này thì đặc biệt của nó là min rút của nó khá là thấp. Và mỗi tài khoản hiện tại nó chỉ cho các bạn hoạt động là 24 giờ thôi. Đó, chỉ là các bạn chỉ rút một lần thôi nhá. Đấy, một cái tài khoản các bạn chỉ đủ mình rút một lần. Còn lần tiếp theo các bạn muốn rút thì các bạn phải đầu tư vào nha. Và về giao diện của nó thì mình thấy cũng khá là ok nhá. Về cái tên của nó thì hiện tại nó hiện là selomine.com các bạn nhá. Rồi thì ở đây các bạn chỉ cần là sao chép địa chỉ ví Selo của các bạn vào nhá. Thì địa chỉ ví Selo thì các bạn tùy sao chép thôi nhá. Các bạn cứ lấy ở trên sàn giao dịch hoặc là ở trên ví Chun Wallet hoặc là MetaMask của các bạn đều được hết nha. Chỉ cần là địa chỉ ví Selo thôi. Đó, các bạn sao chép xong các bạn sẽ dán vào cho mình nha. Ok, thì đây chính là địa chỉ ví Selo nhá. Ở trên ví trước nha, các bạn sẽ kích vào cho mình là mục nhận này. Thì ở đây các bạn chỉ cần là sao chép cái địa chỉ ví này nhá. Ok chưa, các bạn sẽ sao chép cái địa chỉ ví này. Và sau đó thì các bạn sẽ quay trở lại trang web nha. Rồi thì các bạn sẽ dán địa chỉ ví của các bạn vừa sao chép vào nhá. Và sau đó là các bạn sẽ điền mật khẩu cho mình nha. Tùy các bạn điền nhá, các bạn điền như nào cũng được hết nha. Các bạn điền xong thì các bạn sẽ nhấn vào bắt đầu nhá. Nó hiện là Start Mining, các bạn tự nhấn vào nhá. Rồi sau khi các bạn đăng nhập vào xong thì nó sẽ có giao diện như này nhá. Và Selo của các bạn đây nó sẽ tự động chạy nhá, các bạn không cần phải làm gì nhá. Ở hiện tại thì mình cũng chưa xác minh cái tài khoản này của mình nhá. Nó đang hiện là tài khoản này của mình không có địa chỉ email nha. Nhưng mà tạm thời thì mình chưa xác minh nhá. Mình cứ thử xem rút được thì không cần xác minh nha. Còn không rút được thì các bạn hãy xác minh sau nhá. Ok, thì ở đây nó sẽ hiện cho các bạn những phần đầu tư. Nhưng mà mình cũng khuyên các bạn là không nên đầu tư nha. Ok chưa? Và min đầu tư của nó thì khá là thấp nhưng mà các bạn không nên đầu tư nhá. Và ở đây thì các bạn sẽ xem được là tất cả các bạn lấy đường link đi chia sẻ. Nếu như mà cấp dưới của các bạn đầu tư vào thì các bạn sẽ có là 15% tiền thưởng bonus nhá. Đường link các bạn đây. Và GH trên dây của các bạn đây nhá. Nó là 100 GH trên dây nhá. Và 100 GH trên dây này nó chỉ hoạt động cho các bạn là một ngày thôi. Nó chỉ hoạt động cho các bạn là 24 giờ thôi nhá. Và một ngày thì các bạn sẽ đủ min rút là 3 lần nhá. 2 lần hoặc là 3 lần nhá. Ở đây thì mình hiện tại đã đủ min rút rồi nhá. Cái số dư của mình đang có là 0.001 Selo nhá. Thì các bạn sẽ kích vào cho mình phần 3 gạch này, các bạn đi vào mục withdraw để các bạn rút tiền nhá. Ok, thì ở đây nó hiện cho các bạn rất là chi tiết rồi, min tối thiểu nha, là 0.001 này, và min tối đa nhá, tối đa thì khá là nhiều Selo nha. Ok, thì hiện tại mình đang có là 0.001 Selo rồi, và mình sẽ thử rút nhá, mình sẽ rút xem ok không nha. Ok, thì mình sẽ rút là 0.001 nhá, 0.0011 nha, xác nhận withdraw này. Thành công chưa? Ok, như vậy là các bạn đã rút tiền thành công nhé. Đó, cực kỳ là ok. Hy vọng là nó sẽ về ví của mình nhé. Và bây giờ thì mình sẽ dịch ra tiếng Việt cho các bạn xem nhé. Đây, yêu cầu rút tiền của mình đã thành công nhé. Ngon chưa? Mình sẽ nhận được là sau vài phút nhé. Ok, các bạn cùng mình chờ đợi xem nhé. Khả năng là về thật các bạn ạ, bởi vì cái trang này nó mới ra thôi. Nó mới hoạt động chưa đến một ngày nhé. Ok, các bạn xem lại nha, GH trên dây của mình chỉ là 100 GH trên dây và một cái gói duy nhất thôi nhá. Ok chưa ạ? Cái này là miễn phí 100% nha. Bạn nào đăng ký thành công nó đều sẽ tặng cho các bạn là một cái gói free rồi. Và một ngày thì các bạn sẽ khai thác được là 0.003 Selo nhá. Ok, như vậy thì Selo đã về các bạn nhá. Đó, trừ phí đi nhá. Ok, thì mình sẽ kích vào cho các bạn xem này nhá. Cái này là nó trừ phí các bạn nhá. Rồi đã về các bạn nhá. Cái địa chỉ ví này là địa chỉ ví thứ hai của mình nha. Ok đây. Hôm nay này, đá cổng nhá. Ok chưa ạ? Và min rút của nó thì cực kỳ là nhỏ các bạn ạ. Chỉ làm phí thôi. Đấy, chỉ làm phí thôi nhá. Chứ cái này cũng không hẳn gọi là kiếm tiền các bạn nhá. Bởi vì nó khá là nhỏ đây. 0.001 Selo thì nó còn không được 1 đô nhá. Chưa được là bao nhiêu Satoshi USDT cả. Đó, khá là nhỏ thôi.
Bạn nào quan tâm thì các bạn có thể là chiến thử nhá, còn không thì thôi nha, bởi vì cái này nó cũng khá là in thôi. Ok, thì tiếp theo các bạn có thể là đi vào cho mình là mụn ba gạch này, các bạn có thể đi vào những thành phần khác như là cài đặt này. Thì các bạn muốn thêm địa chỉ mail của các bạn vào thì thêm nhá. Nếu như các bạn mà yêu cầu rút tiền nó bắt buộc các bạn phải thêm thì các bạn tự thêm cho mình nha. Còn hiện tại thì mình rút tiền nó không yêu cầu thì thôi nhá, mình sẽ không thêm nhá. Ok chưa ạ? Và ở đây thì nó sẽ có cho các bạn là mục chia sẻ này và mục rút tiền này. Đây, mình đã rút tiền thành công các bạn nhá. Đây, đã rút tiền thành công nha. Số Celo mà mình đã nhận được nhá. Ok chưa? Nó trừ phí đi nhá, trừ một chút phí các bạn ạ. Khá là ngon luôn nha. Ok. Như vậy thì mình đã chia sẻ cho các bạn một trang web Kata Celo miễn phí. Nếu như bạn nào mà muốn thử may mắn thì các bạn có thể là thử nhé. Còn những cái thêm phần đầu tư thì các bạn quan tâm thì các bạn tự mua đầu tư. Còn nếu như bạn nào mà chắc chắn rằng trang này nó sẽ không uy tín lâu dài thì các bạn có thể là chơi thử miễn phí nhé, không nên đầu tư nha. Ok, đầu tư hay không là do các bạn quyết định thôi, còn mình thì mình sẽ không đầu tư đồng nào vào nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.